thêm hai người liên quan đến đường dây xăng giả ở miền Nam. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vào hôm 29 tây tháng 3 đã phối hợp với công an Sài Gòn bắt giữ hai chủ doanh nghiệp bị báo buộc có liên quan đến đường dây mua bán pha chế xăng giả ở địa phương. Truyền thông nhà nước loan tin vào ngày 29 tây tháng 3, trích nguồn từ công an cho hay hai người bị bắt là ông Lê Hùng Phong và ông Đỗ Văn Ba, cư trú tại Sài Gòn. Công an Sài Gòn và Long An cũng đã nói thêm tiến hành khám xét thêm 6 địa điểm của hai chủ doanh nghiệp nêu trên. Tính tới ngày 23 tây tháng 3 thì đã có 42 người bị bắt và liên quan đến đường dây nói trên với các cáo buộc là buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu hộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ, đưa hối lộ. Tang vật thu giữ liên quan tới vụ án gồm có 2.7 triệu lít xăng giả, hai tàu biển trọng tải là 1.500 tấn, 4 xà lan, trọng tải từ 400 cho tới 1.000 tấn, 6 xe bồn, 4 thùng hóa chất tạo màu cùng hơn 100 tỷ đồng.